Kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình VBS Canada, hiện nay anh chị em chúng tôi đang có mặt tại Capitol Banquet Hall, tọa lạc tại thành phố Mississauga thuộc tỉnh bang Ontario. Thưa quý vị, đêm nay là đêm dạ tiệc gây quỹ để xây dựng tượng đài thuyền nhân Việt Nam. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt này của VBS Canada tường trình từ Ontario. Sau đây kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn giữa Phương Linh và anh Nguyễn Phan Pha. Xin hỏi anh Pha, anh là giữ chức vụ gì cho trong ban tổ chức ngày hôm nay? Kính thưa chị Phương Linh và kính thưa quý khán giả đài VPS. Thưa Pha, hôm nay là đại diện cho hội tưởng niệm thuyền nhân tổ chức cái buổi gây quỹ lần thứ hai để mà nhằm có thể gây được đủ quỹ có thể xây dựng được cái tượng đài thuyền nhân trong vòng mùa hè sang năm tới. Dạ, cảm ơn chị. Là một thành viên trong ban tổ chức, xin anh cho biết anh suy nghĩ về cái sự quan trọng cho cái tượng đài thuyền nhân như thế nào? Dạ thưa chị, thì cái mục tiêu của anh em á, là vào ngày 15 tháng 7 năm ngoái, cộng đồng đã có một cái phiên tổ chức để mà bầu ra một cái ban hành động vận động để mà làm việc xây dựng cái tượng đài thuyền nhân. Cái mục đích của hội tưởng niệm thuyền nhân đó, thứ nhất là để đánh dấu bước chân của cộng đồng người Việt tị nạn sinh sống tại Ontario, đặc biệt là Toronto và Mississauga. Thứ hai đó, cảm ơn chính phủ và người dân Canada đã mở rộng vòng tay đón và bảo trợ cho người dân tị nạn. Cái mục đích thứ ba nữa đó, tức là để lại một cái dấu ấn để cho con cháu trong tương lai sẽ biết được là ông bà, cha mẹ của cháu đã đến và lập nghiệp tại đây là bởi vì không có sinh sống được với chế độ độc tài ở Việt Nam tại hiện nay. Dạ thưa anh Nguyễn Phan Pha, Phương Linh thấy hiện nay là chưa tới giờ khai mạc mà rất là đông. Phương Linh xin hỏi là cái vé bán mình có bán được hết hay không? Hay là có được như dự ý của ban tổ chức hay không thưa anh? Dạ thưa chị, cho đến ngày hôm nay đó thì tổng cộng số bàn của mình có trong cái hô này vào khoảng chừng 65 bàn. Thì chúng ta đã bán được khoảng chừng 65 bàn hết. Xin chúc anh thành công, xin cảm ơn anh Pha. Dạ xin cũng đưa một chút xíu là hiện thời thì tối hôm nay ngoài cái vấn đề âm nhạc và tiệc gây quỹ thì chúng tôi có vợ chồng anh Vivi và họa sĩ cũng giống như có văn phòng triển lãm ở trong kia để mà triển lãm cái tượng đài trong tương lai của chúng ta, và giống như là có hai cái người author ở bên Canada Immigration trong 40 năm trước đã đưa người Việt tị nạn đến Canada và họ cũng ở đây và họ sản xuất một quyển sách thì họ cũng muốn được phát hành. Thì hội tưởng niệm thuyền nhân sẽ có số sách này, nếu mà quý vị nào có nhu cầu xin liên lạc với hội, hội sẽ nghĩa là bán quyển sách này với giá vốn là khoảng chừng 35 đồng một quyển. Dạ cảm ơn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn giữa anh Nguyễn Công Bình với ông Peter và ông Mai. Hai ông này là tác giả của quyển sách mà anh vừa nói. Dạ đúng vậy. Ông Peter và Mike. Dạ đúng rồi. Thank you very much Peter and Mike, and thank you for coming to this event. The first question I would like to ask is what drew you two to this particular event? Well, we've been involved with the Vietnamese community for the last 5 or 6 years because we've written a history of the arrival of the Vietnamese refugees in Canada. And we had to verify things with the community. And in fact, even though I worked on that big program, I've met more people of Vietnamese extraction in the last 5 years than I ever met when we were actually working on the program. But it had to do with putting together a history of how the Vietnamese, Laotians, Cambodians came to Canada. Mike, would you like? Yes, well, I have very little to add to it, except it was a major, major project. We worked on it for a very long time. And we call it running on empty because we were all so tired. So after many, I'm sure many hours or even years, months and years of research, are there any particular story that really, you know, stuck to your mind when you did the research? I think there are a number, but it's stories of how
in those days, the government officials could make decisions on the spot to rescue people. One very powerful example, one of our officers came onto a boat just after it landed. Looked like a pile of rags in the corner, but it was a girl whose arm got caught in the flywheel of the engine, taken off. And he said to the UN man right on the spot, you make her well enough, she's coming to Canada. We could make decisions like that. Rape victims, victims of violence, we could put on the plane the next day. So that was the thing. It was the combination of the terrible experiences of the refugees that moved us, but we were really quite taken with how quickly our people responded. Well, and one of the original responses was what we call the baby flights, when right at the end, as Saigon was already falling, as the North Vietnamese and Viet Cong troops were just coming into the town already, under two flights of babies, of abandoned children, essentially, from the youngest to into almost their teens, were rescued from Saigon, were taken to Hong Kong, and were taken to adoptive parents to Canada. And this was done during the war with everything happening, and this heroic story, and I think it is very much a heroic story, including Canadian officials, but also private Canadians, is just... We're very glad to welcome MC Zimlo to be co-hosting and be the second ceremony, master of ceremony of tonight's event, the most important part of today's event. We'd just like to remind you that a great many of you may have heard of the Canadian Immigration Historical Society. He's the co-author of this very important book, Running on Empty. Good evening, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my honor to be here today to talk briefly about the book and title, Running on Empty. A few months ago, some of our board members came to know about this book that the two authors, Mike Malloy and Peter Lusinski. Peter then sent me some chapters from the book for me to read as a sample. I read all these sample chapters at times. My eyes welled up. I couldn't help not to translate them into Vietnamese. These translated articles were then posted on our Vietnamese Boat People Memorial Association website. Main victims were the minority and politically untrustworthy populations, including any person in Vietnam deemed suspect by the authorities. Members of the urban commercial classes, professionals, and any so-called bourgeois elements. Starting in mid-1977, an outflow of small boats full of these people clandestinely left Vietnamese harbors and eventually washed up on the beaches around the South China Sea. As the boat people crisis deepened, the human tragedies associated with it began to capture the world. We just like to take this moment to acknowledge the presence of the Member of Parliament of Mississauga East Cooksville, Mr. Peter Fonseca, at the head table. Please rise and I may acknowledge you. Peter Gwibby, the Zinville, Peter Fonseca, của vùng Mississauga East Cooksville, nơi tượng đài của chúng ta sẽ có. Secondly, we would like to acknowledge the presence of the City Councilor Christine Fonseca. Please rise so that we may honor you. Thirdly, we would like to call for Mr. Ron Starr, City Councilor of Ward 6 from City of Mississauga. Thank you.
trình bộ công nghiệp vụ. Kim Chao Quý Vị. Good evening, ladies and gentlemen, Mayor Crombie, Councillor Starr, Councillor Fonseca, and MP Fonseca. I'm just delighted to be here today. And I want to congratulate all of you and say how impressed I am by the community and what you're doing to honor the boat people. I don't need to lecture you or tell you the courage shown by the boat people. You know, it's to me, I was just reading the history and I was just thinking, my God, what courage, what determination to have to go, you know, face all of the dangers of the sea, including the project of building this wonderful monument. We couldn't thank her enough, but here she is. Ladies and gentlemen, Her Worship, Madam Mayor, Bonnie Crombie. Thank you. Good evening, King Chao Quý Vị, Chao Boy Toy. I got that right. I'm delighted to be here, and on behalf of the people of the City of Mississauga and the members of my council, we're honored to join you tonight for this fundraising dinner. May I introduce Chris Fonseca from Ward 3, always a big supporter of the Vietnamese community, and Ron Starr from Ward 6, also a big supporter of the Vietnamese community. And I think you work very hard with the community trying to make this monument a reality. And I know Chris is in Ward. We're trying to find a home for the monument. So now correct? We're here tonight because you're building a monument as a tribute to the boat people. And you're almost halfway to your goal. It's very exciting news. $170,000 towards the $400,000 monument. Very exciting news. So we're very happy to be here tonight to support you. And once again, I want to thank you all. I want to thank especially the staff and the volunteers, everyone who worked to put this dinner together, because it's a lot of work putting together a dinner like this. I know. And so it brings the community together to come out. Honor Mayor, I know you have been involved with the Mississauga community very much, and we all love you. But we would like to see if you can share with us your comment and your thought about how you feel about the Vietnamese Boat People Memorial Monument. Yes, thank you so much. I love the Vietnamese community. We're so blessed to have the Vietnamese community so strong in Mississauga because you're so active and engaged and involved and always giving back because you came as refugees yourself. So you know the plight of people who come to this country as newcomers or as refugees. And we thank you for sponsoring many new Syrian families too and for giving back to the mayor's food drive. You gave so much food and so much money. This year, 15,000 pounds of food and $10,000 for the mayor's food drive to feed those who are less fortunate in our community. So, and tonight we have a beautiful gala dinner, beautiful. We have some amazing food and music and dance, and we're raising money to finish the monument to the Vietnamese Memorial Boat People. And we're about halfway to our target. We need to raise $400,000, and we've raised almost $170,000. So we got a little ways to go, $230,000. So I hope your viewers on VBS maybe will hear me, maybe will hear you, and they will contribute, write a check, and contribute to the monument, the Vietnamese Boat People Memorial Monument. Cha ruột của đời trong tứ tu chung thân, người về Việt Nam nước mắt ân cần, mơ ước một ngày quê hương sẽ thành bình. Và kính thưa quý vị, Diễm Hương bây giờ đang đứng cạnh City Councilor Ron Starr của Ward 6, Mississauga. Ông là người đã một trong những người City Council đã support cộng đồng của chúng ta trong việc xin được giấy phép để xây dựng tượng đài thuyền nhân Việt Nam ở Mississauga. Và bây giờ Diễm Hương xin hỏi ông một vài câu bằng tiếng Anh. Hello Ron, I know you are one of the best friends of the Vietnamese Canadian community in Mississauga. You're always behind, stand beside us and helping us to get the work done in order to have the permit to build the monument.
So would you like to share with us your experience working with the Vietnamese community? I just think that the Vietnamese community has done so much for Canada. They struggled and they came here like 40 years ago and they made such a contribution. And to me, that's so important. I mean, I come from a background also in Europe, Ukraine, that was oppressed and you know, downtrodden, and we had to leave the country. I mean, that was many years ago, many before this. But you know, when you see how people can survive and they work together and they did it for their families and they sacrificed. And now look, when you have an event like this, here we are raising money for a great memorial to the Vietnamese boat people. So I think that's so wonderful that we're all here doing it. Biết tác giả của bức tượng được chọn là cái mẫu tượng để mà chúng ta sẽ xây tượng đài thuyền nhân Việt Nam ở thành phố Mississauga không ai khác hơn là một người họa sĩ rất nổi tiếng từ trước 75 với những trang bìa của tuổi hoa và đã đi vào lòng được cảm tình của tất cả các tầng lớp từ sinh viên, học sinh cho đến những người lớn tuổi có thể nói là một tờ báo của mọi nhà. Và đó là Diễm Hương muốn nói đến họa sĩ điêu khắc gia Vivi Võ Hùng Kiệt. Và hôm nay thì Hội Tưởng niệm Thuyền Nhân rất là có hân hạnh mời được họa sĩ Vivi cùng với phu nhân, là cũng là một người họa sĩ rất là đa tài. Chị không những là họa sĩ với cái nghệ nhân là Cáp Đơn Sa, chị còn là một người có một cái giọng hát thiên phú mà đã được đặt cho một cái mỹ danh, đó là Dân Ca Chi Bảo. Quý vị, đó là Dân Ca Chi Bảo Diễm Châu, và hai anh chị đến từ thành phố San Diego, California để có mặt trong buổi tiệc gây quỹ xây dựng tượng đài thuyền nhân Việt Nam ở Mississauga. Và hôm nay là cái buổi gây quỹ lần thứ 3 vào ngày 7 tháng 4 năm 2018. Và hôm nay thì Diễm Hương muốn nhân cơ hội này để được có một đôi lời phỏng vấn anh chị. Thứ nhất là em kính chào anh Vivi và em kính chào chị Diễm Châu. Chúng ta thật là có duyên khi mà có cái cơ hội được gặp mặt lần này. Và như quý vị, như anh chị thấy thì hôm nay thì mình hoàn toàn không còn một chỗ trống. Nghĩa là nói lên cái sự ủng hộ của người cộng đồng Việt Nam ở Toronto với cái chương trình này. Và anh Vivi có thể giới thiệu thêm cho quý khán giả của đài VBS Canada về cái ý nghĩa của cái bức tượng mà chúng ta đã có ở sau lưng Diễm Hương đây. Đây là bức tượng mà chúng ta, một cái mẫu nhỏ của cái bức tượng final. Và bây giờ xin anh có thể chia sẻ một số cái ý nghĩa để cho quý khán giả biết cái đó như thế nào. Cảm ơn Diễm Hương. Kính chào quý khán thính giả của VBS. Thật ra đó thì chúng tôi rất hân hạnh cảm ơn đồng bào của cộng đồng Mississauga đã tham dự cái đêm hôm nay. Chúng tôi hân hạnh được góp tay với tất cả quý vị để tưởng nhớ đến những người vượt biển đã bỏ mình trên đường tìm tự do, để cho con cháu chúng ta mai sau hiểu được thế nào là cha ông chúng ta trên đường vượt biên gian khổ để tìm tự do, như cháu Michel lúc nãy có nói. Và cái thứ ba, vì tôi cũng là một thuyền nhân đã được Canada cứu mang, xin được cùng đồng bào Mississauga cảm tạ đất nước Canada đã cứu mang được các đồng bào ở Mississauga. Và cũng là nơi, tuy tôi rời Montreal 23 năm, nhưng mà rời trở lại được Mississauga, Toronto 25 năm. Thành ra cái pho tượng trong tương lai, tôi hy vọng với cái tình nồng của Toronto giúp tôi làm pho tượng, hy vọng đạt hơn
ý nghĩa hơn để xứng đáng với cái tình cảm quý vị dành cho tôi. Mình thì chỉ đi theo phụ tá cho ông xã thôi, nhưng mà thấy bên đây gây quỹ thì mình cũng nghĩ mình làm cái gì để đóng góp, thì mình mang theo một bức tranh nhỏ, cái tên là Cô Gái Việt Nam thôi, vậy để đóng góp thôi. Thì không biết là cái niềm đam mê hội họa của chị đến trước hay là ca hát đến trước? Mình ca hát lâu rồi, còn vẽ thì chỉ khoảng 14 năm nay thôi. Vậy chị có thể cho em biết vì sao mà chị có được khán giả yêu mến mà tặng cho một cái danh hiệu rất là hay, đó là dân ca Chi Bảo? Có lẽ là chị rất là giỏi về cái lĩnh vực này hay sao? Hồi xưa đi hát thì hát dân ca và quê hương nhiều, lúc đó ít ca sĩ hát nhạc đó, thì mình thường thường người ta hay làm những cái đại nhạc hội rồi mình mời mình hát, với là dân ca Chi Bảo, rồi họ mời thêm chị Diễm Chi là du ca Chi Bảo, thường thường hay hát chung. Vậy em hình như em biết là như chị cũng không phải là lần đầu chị tới Toronto phải không chị? Dạ đúng. Hồi đó cách đây chắc khoảng 30 năm về trước thì ở Toronto này có tổ chức cái hội chợ Tết và có mời mình là ca sĩ từ bên Mỹ qua. Dạ vâng. Vậy lần này chị có đóng góp trong chương trình dạ tiệc tối nay hay không? Dạ thôi, mình nghỉ hát cũng 10 năm nay không có ca hát, thành ra chỉ đóng góp bức tranh thôi. Bây giờ mình cũng vui với vẽ tranh và viết văn nữa thôi. Đêm nay đêm tối chờ có một thuyền ra đi, hiên ngang trên sóng gào tự do gió với nỗi niềm cay đắng, nhìn nước non mình muối mặn khóc nghẹn ngào. Họ ơi, họ ơi, vẫn kẻ liêu vong. Họ ơi, họ ơi, vẫn kẻ liêu vong. Họ ơi, họ ơi. Tạm biệt. Contract thì cái việc này đó thì cái việc công việc của chúng ta deal với City là rất là tốt. Cái việc thứ hai mà cũng cần được báo cáo đến quý cô bác, quý hội đoàn và quý anh chị ở đây là bà lúc nãy bà thị trưởng Toronto, bà thị trưởng Mississauga và hai cái người councilor đã nói sau khi cái bức tượng bây giờ đương tiến hành thì bây giờ họ cũng đương bàn thảo để xét lại để mà cho chúng ta
cái miếng đất chỗ đó nó trở thành là một cái Sài Gòn Square. Chúng ta hy vọng là trong vòng sang năm khi chúng ta cắt cái bông cánh thành, chúng ta sẽ có Sài Gòn. Đèn hát yêu soi dáng gầy cô linh, lệ khóc cho đời nhớ thương, lệ ướt duyên tình vẫn vương bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thưa, buồn chất lên đầy bước chân gian khổ, bờ mắt rêu xanh mong nhung nhớ. Canada. Thưa quý vị, chương trình gây quỹ cho Đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam đến đây đã chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.